Mình sẽ vào con game Long Hổ của thằng Big Boss nha anh em ơi. Đây, tay đầu tiên thì mình xem cầu ấy nha. Nói chung là nếu mà như Rick Nguyễn hay chơi thì cứ tay đầu tiên vào game thì sẽ đi 1/3 cái tổng số tiền của mình. Test quả cầu may mắn ha. Rồi nếu mà ví dụ như là có thắng á, thì thừa thắng mình xông lên, còn nếu mà không thì mình sẽ đánh đều tay nhỏ lại, đúng không ạ? Thì tay đầu tiên là hòa rồi nha anh em. Tay này vẫn đang cầu rất là dính này, cái cầu anh em thấy không? Ba ba hổ này, bốn bốn long này, thì mình vẫn là đi lại cầu đi lại 5m nha. Rồi dính rồi, dính rồi. Đi một ăn được một quả hổ 5m nha anh em. Thấy mới đầu vào trận mà thấy tươi rồi nha, vẫn đang còn dính nha. Bên này ba anh em thấy không? Bên này ba này, thì bên này phải có thêm một con hổ nữa đúng không? Nhưng mà mình sẽ đi lại nhỏ lại thôi, đi lại 3 mét thôi, tại vì nếu mà có thua thì mình vẫn là có lãi 2 mét, 1 6 lãi lũ thêm 3 mét nha anh em. Cộng thêm tay trước tay này nữa là đã có lợi nhuận 8 mét rồi nha. Nãy giờ vốn vào 15 mét thì nói chung là anh em cân làm sao mà đi đều lạnh thứ nhất này, đi thứ hai là đi đều và vừa. X2 tài khoản là mình nghỉ nha. Tay này tiếp tục lật một cầu bệt nha. Ui cái này quá tươi quá đỏ luôn nha anh em. Một tay 5m hòa, tay 5m thắng, tay 3m này. Cái tay này thì vẫn đang còn nha, có thể cầu sẽ lên là 3 4 5 này. Đi nhưng mà đi tay này rất là dễ gãy thì anh em đi nhỏ thôi. Đi 1m đi 1m 5 đi. 1m 5 nào. Có 3 4 5 hay không? 4 5 đúng rồi. 3 4 5 có 4 con 5. Bú ngay con hổ. Cái này thì cầu này có thể là về long rồi nha anh em, nhưng mà vẫn đang theo cầu này thì đi tay này đi nhỏ lại nha. Vẫn là đi lại một tay 1m5 này, 1m5 này. Thì nếu mà có thua mình vẫn đang còn dương này, tại vì vốn mình có 15m à. K. Rồi, tay này gãy rồi. Không sao. Chốt chốt tay này gãy thì hiện tại mình đang có dương là 10m nha anh em, vốn vào 15m này. Tay này thì cầu đang rất là dính thì đi cái này đi mình đi 2m. 2m long nha. Anh em xem cầu ở trên này này, đúng không? Cầu đang đi rất là dính. Rồi, ca, tỷ lệ thắng cao rồi. Ok. Lụm thêm 2 mét nha. Tay này này, đôi khi nó lại gãy này thì tay này mình sẽ test thử đánh gãy nha. Đánh đánh gãy một tay. Vẫn là một tài lộc gãy thật, bảo đánh gãy mà lại vẫn vẫn đánh về một tay theo cầu bệt, biết theo miệng nói mà tay theo không kịp. Về một tay hổ này à, vậy thì cái này đi đi 2m5 nha, đi 2m5 một con hổ này, cầu đang rất là dính này, đi 2m5 con hổ này, ba này lên 9. Ok anh em lụm lúa nha. 25 hổ. Hiện tại đang là có dương là được 12 hơn 12 mét rồi nha anh em. Tay này này, quả cầu 22 này, anh em đi quả cầu 22 nha. Cầu đang rất là dính này, quả cầu 22 này. 2m350 này. 8. Ôi 8 đều rồi anh em ơi. 8 đều thì hoàn trả lại tiền này. Tất cả con nguyên nha, vẫn đang còn dương 12 củ nha. Cái này mình chốt là 30 củ X2 tài khoản là mình đứng nha. Nói chung là dừng lại ở đâu thì mình tiếp tục lại ở đấy. Vẫn là 2m3 thôi. 2m380 chia số lẻ đi. Tài 8, gãy tay này rồi. Gãy tay này rồi thì chốt lại còn dương 10m. Nhưng mà cầu đang rất đẹp nha. Cầu này là đang rất đẹp này. Cái này cầu 23 23 này, quay về lại con long này 5m nha.
Đi con long tay này 5 mét này. Có được không? Cầu quá đẹp rồi, có được không nào? 5 đều. Tính ra đợt này nó hay ra đều nhỉ. Nhưng mà không sao. Nếu mà ra hai cái cửa hòa thì là cứ ở đâu thì mình cứ tiếp tục ở đấy nha. Tiếp tục lại một con long 5 mét nào. Đi 6 mét luôn. Đi 6 mét nếu mà ăn được tay này thì đạt được chỉ tiêu, còn nếu mà không ăn thì là vẫn là còn dương nha. Ri nào. 8, ok. Vậy là đạt được chỉ tiêu 30 mét rồi, trong vòng là 15 tay. Đi nha anh em cứ đi đều tay đúng không ạ? Đi đều tay này thì cái tỷ lệ mình ăn trong cái game Big Boss này rất là cao. Anh em hãy like và chia sẻ cái video này ra nhé.